chào gia đình yêu thương của Út nha. Chúc gia đình yêu thương của Út lúc nào cũng vui vẻ và gặp nhiều may mắn nha mấy mẹ. Trời ơi, chuyến này ngon rồi, chuyến này căng lắm rồi cả nhà ơi. Trời ơi, gió thổi mặt mày không còn gì hết. Chuyến này căng lắm cả nhà ơi. Chuyến này đi một bầy một lũ. Trời quỷ thần ơi, gió nó quạt mái nó quạt cái mặt. Trời ơi, đi một bầy luôn chứ không phải giỡn đâu. Kỳ này vụ này lớn lắm, không có đùa được đâu. Không có đùa giống như là mẹ nuôi anh hai á, làm cái chuyện đùa vậy. À, gọi điện kêu đi bỏ qua. Trời đất ơi, lớn rồi bớt đi giỡn đi. Lớn rồi bớt giỡn đi. Làm như đời chơi trò ăn nít vậy đó. À, không chơi bỏ qua bỏ qua. À, Tết này bỏ qua bỏ qua. Tết này mình cười lên. Đã. Nói nghe nè, nếu như cái vụ này chót lọt thì phải đi lên bàn thờ ăn bông trái cây không hả? Nếu cái vụ mà ẹt đi chót lọt, phải đi lên bàn thờ ăn bông trái cây không? Chồng người ta mất vợ, con người ta mất mẹ, và cha mẹ người ta mất con không? Mà kêu từ bỏ qua, dễ dàng vậy hả con mẹ già kia? Hả? Quá dễ dàng vậy. Kêu là bỏ qua đi. Chẳng những ngoài chuyện ẹt đi, còn làm biết bao nhiêu chuyện khác nữa. Cho người biết làm biết chuyện khác nữa, chứ phải ẹt đi không? Cái tội ẹt người ta là cái tội lớn nhất trong cuộc đời này. Tại vì sao? Mạng người rất là quý. Mạng người rất là quý. Mà đi ẹt con người ta vì sự sân si, vì sự cái đồng tiền ăn của mình mà mình nỡ đăng sức người ta. Và bây giờ kêu là bỏ qua. Đúng, bỏ qua. Bỏ qua mà bỏ vô trong trại á. Bỏ ông T 30 á, chứ bỏ qua đâu hả? Âm mưu tập đoàn cái bày cái lũ lên cái hoạch. Còn chúc mừng uống nước dừa. Nếu vừa gặp nạn, còn nói dừa ăn ở sao bị bắt. Còn vũ vợ uống nước dừa nữa chứ. Còn suối vợ chửi má Tư, chà đạp má Tư, chửi Hồng Loan hả? Chửi cộng đồng mạng, mớm lờ sửa quốc ca rồi nữa. Tao là tội tài đình không à. Tao là tội tài đình. Nên ông tỏ ông quật cho hát quên lờ lần này tới lần khác. Không có xô, bị tống khỏi là cả chuông vàng. Giờ kêu bỏ qua hả? Dễ dàng quá hả? Hại người ta không được, giờ kêu bỏ qua sao? Lỡ hại thành công, giờ này đi ngồi bàn thờ ăn bông trái cây sao? Và Hồng Loan cũng từ đó mà gặp hệ lụy sao? Hả? Gặp hệ lụy tấn công Hồng Loan sao? Ẹt đi được là tụi nó sẽ ẹt Hồng Loan được. Nếu mà vụ ẹt đi thành công, tụi nó sẽ lên cái hoạch tiếp theo là ẹt Hồng Loan. Đúng không nha? Nếu mà cái chuyện mà tụi nó hại đi thành công á, thì tụi nó sẽ lên cái hoạch hại Hồng Loan. Đúng không? Vậy bây giờ kêu bỏ qua hả? Hả? Bỏ qua hả? Giờ tôi lại tôi đốt nhà bà. Sao tôi kêu bà bỏ qua mà chịu không? Hả? Lỡ tôi đốt nhà bà, tôi lỡ lấy đá chọi đầu bà, phun máu đổ lửa bà. Rồi bà kêu bỏ qua mà chịu không? Chịu không? Làm mấy tròn nít quá. Làm mấy tròn nít quá. Những gì gây ra phải trả giá. Trả giá cho những hành động của mình, mất nết của mình, đúng không? Những hành động mang rợ của mình phải trả giá. Không có chuyện bỏ qua đâu. Không có chuyện bỏ qua đâu. Nên phải làm tốt vụ này để cộng đồng mạng hả lòng hả dạ. Ni bị bắt, cộng đồng mạng người ta điện thoại cho Út biết bao nhiêu. Ai cũng khóc. Mấy cô, mấy chí, mấy chị, mấy anh điện thoại cho Út khóc biết nhiêu nói. Nhưng giờ kêu bỏ qua hả? Lỡ như Ni không phước lớn mạng dày, phải giờ này Ni ngồi bàn thờ ăn bông trái cây không? Chồng người ta mất vợ, con mất mẹ, cha mẹ mất con, anh chị em mất nhau, rồi bạn bè mất người bạn như Ni không? Và Hồng Loan mất Ni không? Rồi cộng đồng mạng mất người tốt như Ni không? Hả? Thì kêu bỏ qua. Làm chị giống nít quá. À, càng kêu bỏ qua càng làm lớn chuyện. Phải dạy dỗ cho một bài học nên người. Tại vì họ vốn nghĩ không phải là con người. Nên mình phải nhờ chính quyền dạy cho họ bài học nên người. Đứa ở 30 năm ra thành người luôn. Thành người xong thành quỷ luôn. À, đúng rồi nha. Điện thoại kêu bỏ qua mới ghê. Giờ chói hả? Le le lên chói hả? Le le lên nói không biết gì hả? Mốt chú áo xanh mờ á, mặc sức trả lời không biết gì. Mấy mốt công an mờ mặc sức lên đó trả lời không biết gì. Hả? Không biết gì hả? À, liệu mà bàn thờ mà nhân viên ngân hàng mà khai ra, bàn thờ mà không khai le sao? Hả? Tình với vợ chồng chắc bền lắm. Bền lắm à. Từ nay tôi nói nè, cuốn cuồng lên, đổ lỡ cho nhau banh chành luôn nè. Để coi cả nhà, từ giờ sắp tới tao là phim hay không? Đi làm lớn vụ này là phim hay không? Đó, rồi. Đặc biệt vụ công ty hàng không bắt buộc phải vào cuộc. Nếu không vào cuộc thì sẽ rất là nguy hiểm cho cái chuyện làm ăn của người ta. Tại sao?
tại vì thông tin của khách hàng bị tiết lộ, rồi ni bị tiết lộ, rồi ai ai dám chắc rằng những người sao không bị tiết lộ, đúng không? Thông tin mật của người ta mà bị tiết lộ ra ngoài, vậy giờ khách hàng người ta hoang mang, người ta không dám mua vé đi, người ta không đi cái hãng nữa, thì cái hãng nó phá sản thôi. Nếu mà chuyện này đồn ra ngoài, khách hàng sẽ không đi cái hãng máy bay nữa, đúng không? Là công ty phá sản thôi, đúng không? Vì thế công ty hàng không phải vô cuộc phụ giúp ni làm cho giá lẻ, nắm cái đầu con nhỏ đó ra, nắm cái đầu nhỏ nhân viên ra, đó, dàn xếp một cách im đẹp. Chứ để vụ này mà banh ra ngoài một cái, khách hàng là đi máy bay ta hoang mang, ta không bao giờ mua vé nữa. Mua vé giờ bị tiết lộ làm sao? Ảnh hưởng tới tính mạng ta, ảnh hưởng danh dự cuộc sống ta sao? Đúng không nha? Đó, cũng sẽ đọc một bài viết này dỗ phân tích tiếp nha. Chuyến bay này no cớt hết, bán thông tin cho khách hàng, đẩy khách hàng vào nguy cơ mất mạng. Thứ hai, ảnh hưởng uy tín hãng bay. Thứ ba, ảnh hưởng đến cả lòng tin của khách hàng đối với dịch vụ hàng không quốc gia. Mình khuyên bạn bán thông tin khách hàng thật sự sáng suốt, liên hệ với người bị hại và có biện pháp giải quyết sự việc cho im đẹp nhé. Xin chúc các bạn đoàn kết và xây dựng. Đó, phải giải quyết im đẹp thôi, chứ nếu không vụ này mà phanh phôi ra một cái thì cái hãng hàng không này sẽ dẹp tiệm luôn, sẽ dẹp tiệm luôn. Ai dám đi nữa, ai dám mua vé nữa? Một lần tiết lộ thì lần sau cũng có thể. Ai dám chắc rằng sau này người ta mua vé mà cái thông tin người ta không bị tiết lộ? Đó, người ta rất hoang mang, người ta tẩy chay luôn, người ta sẽ mua một cái hãng khác, đúng không nhà? Mà một hãng mà không bán vé được thì có dẹp tiệm thôi, để làm gì? Cũng vì một con sâu làm sầu nồi canh, cũng vì con nhỏ đó kết hợp với lũ quỷ vào đây mà ảnh hưởng tới người ta, bắt con nhỏ đó luôn, chứ đừng nói bỏ qua cho con nhỏ đó. Con nhỏ đó là nguồn cơn để mà xảy ra vụ này. Nếu không ni không phước lớn mạng dày, và ni giờ này là đang sức luôn rồi, đúng không? Ở trong trọng làm sao chịu nổi? Đó, đó tụng, nếu mà công nhỏ không cung cấp cái giờ giấc bay thì làm sao tụi này thực hiện được? Con nhỏ này cũng chính là cái đầu nậu gây ra tụi nó phạm tội, đầu nậu gây ra câu chuyện của ni, đúng không cả nhà? Bắt chọn hết thẩm tha thế nào, nhờ công an vào cuộc. Bây giờ nó không khai cậy bà nội nó, nhờ công an vào cuộc là lầu ra chứ khỏi đường nào, khỏi đường nào. Đó, bàn thờ le le đi uống nước dừa đi, giờ nào còn ngoài thì nên đi uống đi, chứ thời gian đi uống không có còn nữa, thời gian đi uống không có còn nữa. Nguyên một bầy luôn, kéo một bẻ lưới quá là lớn luôn. Ni phước lớn mạng dày, cộng với cậu phù hộ đó, và cậu vạch mặt mấy đứa này ra, cậu sẽ khiến mấy đứa này tán gia bại tài sản, thân bại danh liệt và con đường tù tội suốt cuộc đời của mình luôn. Đó, để trả giá những gì mà tụi nó đã gây ra cho đi và Hồng Loan và cộng đồng mạng. Đó, le le thì chửi chù dập má tư, dục mẹ con âm thùng giác, ăn nói chuyện thô tục, vô thô lỗ, vô văn quá, bẩn bựa trên mạng xã hội, xúc phạm quốc ca, xúc phạm tổ quốc ghi công. Đó, làm những trò hèn trên mạng để lừa gà mỹ dân, để lừa đảo khán giả, kết hôn giả, cà bè, lúc nào sống cũng diễn, lúc nào sống cũng đóng kịch. Tại sao? Tại vì đang nó dấp cái láo mà, không đóng kịch, và cộng đồng mạng biết nó dấp cái láo là sao? Nên lúc nào cũng phải đóng kịch, ngủ cũng đóng kịch, ăn cũng đóng kịch, đi cũng đóng kịch, làm cái gì cũng đóng kịch, đóng kịch vợ chồng đó, để lùa gà. Mà làm mà sao lùa được? Từ ngày mà quay xe Hồng Loan là tan tành hết chứ, ế hết trơn luôn. Tốn tiền biết bao nhiêu le, tốn tiền là tẩy trắng quốc ca nè, đó, nào làm ế nè, bù lỗ nè, nào là phải cho tiền thằng bằng thờ làm MV nè, nào là phải đi du lịch nè, đó, tùm lum. Từ ngày mà xúc phạm, mà quay xe Hồng Loan xúc phạm má tư, te tu hết, giờ im rồi, im tưởng nó qua rồi, im tưởng qua ải rồi, tiếp tục xúc phạm má tư nữa, nên đời này tiếp tục bị nạn nữa, đúng không? Mà kiếp nạn này là không có qua được. Những con người mang những danh hiệu cao quý trong xã hội, nào là hoa hậu, nào là nghệ sĩ ưu tú, đó, mà làm những chuyện ghê tởm, tởm tựa trong xã hội, ẹt người ta, hại người ta, vậy mà cũng mang danh tiếng. Bởi vì ông tổ ông quật, ông đâu cho có show, ông đâu cho hát, đang hát ông bóp cổ quên lời, đúng không? Ông tổ ông quật, nghệ sĩ ưu tú, mà bây giờ núp vào áo cũng le le, chui vào áo le le, để là sống qua ngày đoạn tháng.
đó là tổ quật, nghiệp quật đó. Đó, tiếp theo tổ quật nữa, nghiệp quật nữa, là ủ tờ cả đáp luôn. Đó, le le bây giờ là chối, à, chối là mình không có làm, không có làm. Mày không có làm, mày có làm hay không á, thì đợi công an vào cuộc đi, giờ có làm hay không. Kỳ này không phải một mẻ lưới của bọn quay xe, mà mẻ lưới kền kền thì luôn, mẻ lưới bọn quay xe. Đã kền kền thì ủ tờ về vấn đề sao kê. Còn bên đây, bàn thờ vừa ủ tờ sao kê, mà vừa ủ tờ trong một cái đường dây hại người luôn. Hại người siêu quốc tế, có tổ chức rất là nặng. Cái gì mà làm gì mà có tổ chức rất là nặng. Tại vì rất là nhiều người phân công vai vế, nghe rất là ghê tởm. Nghe như bộ phim hành động, nghe như bộ phim hành động, chỉ nghĩ trong phim thôi. Hồi xưa giờ coi phim, nghĩ trong phim thôi, chứ không nghĩ ngoài đời mà có những hạng người lên kế hoạch âm mưu để hại một con người. Không tưởng tượng được, không tưởng tượng được. Vậy bây giờ kêu bỏ qua hả? Ăn tiền BH truyền thông, ngậm cái mồm lỡ. Lên mộ, khẳng định Hồng Loan là con cậu. Sau này nhảy qua le le, nói là chưa từng nói. Kêu Hồng Loan bán hàng, hết hạn. Rồi Hồng Loan không bán, giờ quay qua đó không có kêu. Chửi con le le, giờ nhào lên le le tặng bà chục lợ kiếm ăn, đúng không? Đó, ở bên cùng nguyên gia quyên góp tiền đám tang mà ngậm cái mồm lợ, nhảy qua Hồng Loan lấy danh hiệu quyền huynh thế phụ, dành Hồng Loan trên tay ca sĩ Nguyên Vũ, đến toàn chục lợ không. Những cái vụ mà nhà Hồng Loan tiệc tùng không thấy anh bàn thờ nhiều, mà cái gì mà có lợi nhuận là có anh bàn thờ. Hồng Loan nhắn tin không trả lời, cộng đồng mạng chửi trả lời. Ngồi vậy nè, một thằng anh điếm thúi, một thằng con nuôi, một thằng nuôi phản phúc vô ơn, lừa thầy phản bạn hại em. À, cậu còn sống đã muốn hại cậu rồi. Đã cậu bệnh không ngó ngàng tới, cậu vừa mất chạy về quay YouTube đăng lên kiếm tiền ăn. Giờ kêu con vợ hờ của mình, kêu Hồng Loan, ép Hồng Loan phải xóa hình ảnh của mình, của chồng mình. Có ăn ngang được không? Sống ngang được không? Tự mình chạy vào nhà người ta, tự mình quay ba người ta, giờ ép người ta xóa hình ảnh của mình, có sống ngang được không? Ngang được không? Giờ trù dập người ta. Vua với người này người kia hại người ta. Lúc nằm trong tem yêu thương, cung cấp thông tin của tem đưa cho bên gia. Bởi vậy Úc không hiểu vì sao mà trong tem, mà bên luật sư của con gia lại biết hết những thông tin của Hồng Loan. Lúc đó không ai nghĩ tới anh bằng thợ. Tại quyền huynh thế phụ mà, vẻ mặt hiền thục mà, vẻ mặt thư sinh mà, đâu có biết sự ác độc bên trong đâu, đúng không cả nhà? Không ai ngờ anh bằng thợ. Ai cũng nghĩ là người nào đó thôi, chứ không ai nghĩ bằng thợ đưa thông tin cho mẹ con gia để con gia không la làng ăn vụ BH, và hứa sẽ đẩy đi đi càng sớm càng tốt, để Khao không làm vụ sao kê. Rồi sau này trời xuống đất khiến, cậu khiến mới lòi ra từ từ, mới sợ nhảy qua con le le để mượn tay le le hại đi. Tại vì le le có tiền, còn bàn thờ có mua đồ toan tính âm mưu. Le le có tiền mới chơi bài hải, bài hải. Bàn thờ với trợ lý rất là điếm thúi luôn, hai đứa rất cực kỳ điếm luôn. Mà những người điếm thường thường ông trời không bao giờ phù hộ cho ăn nên làm da, đúng không? Nếu mà họ ăn nên làm da thì cái sự điếm của họ hại rất là nhiều người, nên ông trời không bao giờ cho ăn nên làm da. Bởi vì tụi bay cẩn thận chờ đi, Ni phải làm chuyện này, gia ngô gia phai, cộng đồng mạng ủng hộ Ni làm chuyện này. Và đặc biệt Út luôn lúc nào cũng kề cạnh bên Ni, dù Út không làm gì hết nhưng mà Út sẽ ủng hộ tinh thần Ni, đúng không? Phải dạy cho họ bài học. Nếu không dạy cho họ bài học, sau này họ ghét ai, họ sẽ tìm cách hại y chay đi nữa. Thì làm sao? Thì làm sao? Nếu không cho họ vào ủ tờ thì sau này sẽ có những nạn nhân tiếp theo của họ nữa. Và thông tin của khách hàng của máy bay sẽ lộ ra hoài luôn, đúng không? Thông tin của người ta mà dễ quá, dễ dàng quá. Bàn thờ là người đi lấy thông tin đó cả nhà. Nhà tên Út đi. Để giờ coi hai vợ chồng đó, hai chồng nó coi ăn nên làm ra cái chuyện cỡ nào mà khi sống bất nhẫn bất nhân như vậy, đúng không? Ông chờ lấy là hết, tụi bay sẽ sống te tua tơ tả ở tương lai, cho tụi bay biết điều đó. Đó mà kêu bỏ qua.
đúng không nha. Rồi thôi chào tạm biệt cả nhà nha, bye 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 bye.